Xin chào tất cả mọi người. Ở trên tay mình đây là bàn phím Logitech K380. Nó rất là nhỏ gọn và lần đầu tiên mình thấy nó thì mình đã thích luôn rồi. Bởi vì nó nhỏ gọn, dễ cầm nắm. Mình thích những cái đồ nhỏ gọn ấy, đặt lên trên bàn thì nhìn trông nó sạch sẽ, nhìn trông nó gọn gàng. Và mình sẽ chia sẻ chiếc bàn phím trong video này. Mời mọi người xem video nhé. Tên gọi đầy đủ của bàn phím này là Logitech K380. Và nhìn bên ngoài thì có thể nhận ra ngay là nó rất nhỏ gọn. Chiều dài của nó, cái phần này là 28cm. Và cái phần chiều ngang của nó chỉ có 13cm thôi. Nên là khi mình đặt lên trên bàn ấy, nhìn nó rất là gọn gàng, trông rất là sạch sẽ và ngăn nắp. Mình không thích những cái đồ gì mà to xong rồi cồng kềnh, nhìn trên bàn thì trông rất là khó chịu. Bàn phím này có rất là nhiều màu, có màu đen, màu xanh, màu hồng, rồi thì màu tím, có rất là nhiều loại màu. Và mình chọn cái màu xanh bởi vì nhìn nó khá là bắt mắt và nó hợp phong thủy với mình. Nó cũng có cả màu hồng và màu tím thì rất là phù hợp với các chị em. Nếu mà đặt bàn phím ở trên bàn ấy thì nhìn vừa nhỏ gọn, vừa ngăn nắp mà trông nó lại vừa cá tính nữa. Lần đầu tiên nếu như mà chúng ta nhìn thấy bàn phím này thì nó sẽ hơi lạ một chút, bởi vì cái nút của nó thiết kế theo dạng bo tròn, tức là nó không giống những cái bàn phím bình thường. Ví dụ như là những bàn phím khác thì nó sẽ có hình vuông, nhưng mà bàn phím này thì nó hình tròn. Thì cái lúc mà bắt đầu mình sử dụng ấy thì mình sẽ thấy nó hơi khó dùng một chút, nhưng mà sau 1-2 ngày làm quen thì thấy nó gõ cũng khá là nhanh. Mình là một người thích gõ bằng 10 ngón tay, nên là cái lúc mà mình gõ ấy, nếu mà gõ trải nghiệm gõ mà nó không tốt thì nó sẽ phản ánh ngay cái tốc độ gõ của mình. Và mình thường hay test cái tốc độ gõ của mình ở trên cái trang là 10 Fast Finger. Và khi mà mình dùng cái bàn phím này sau 1-2 hôm thì tốc độ gõ của mình nó trở về cái mức mà mình hay đo. Đây mọi người có thể thấy là nó cũng không quá chậm đúng không? Cũng khá là ok đấy chứ. Nếu mà phím thiết kế không tốt ấy, hay là khoảng cách các phím bị xa quá, gần quá thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm gõ. Bàn phím này mặc định thì nó cũng hỗ trợ cái góc nghiêng là khoảng 6 độ rồi, thì hỗ trợ cho người dùng trong việc dùng bàn phím nó dễ dàng hơn. Nhưng nếu như Logitech có thể trang bị thêm những cái lẫy ở đằng sau ấy để tăng thêm khoảng 2 đến 3 độ nữa thì mình nghĩ rằng nó tiện lợi hơn cho người sử dụng. Điều mà mình thích nhất ở trên bàn phím này đấy là nó hỗ trợ kết nối đa thiết bị, từ Windows cho đến MacBook cho đến iPad cho đến iPhone cho đến Android. Tất cả các thiết bị thì nó đều có thể kết nối và sử dụng một cái cách thoải mái nhất. Tiêu chí của mình khi mình chọn bàn phím ấy thì mình ưu tiên chọn những bàn phím hỗ trợ macOS, bởi vì là những cái bàn phím mặc dù là gõ rất là thích nhưng mà nó chỉ hỗ trợ bên Windows thôi. Và như vậy thì lúc mà mình chuyển sang Mac ấy, có đôi khi mình dùng những cái tổ hợp phím kết hợp ấy và nó không dùng được ở trên Mac thì đấy là một cái trải nghiệm rất là khó chịu. Nên là khi mua bàn phím mình chỉ ưu tiên dùng những bàn phím có hỗ trợ macOS thôi. Và chiếc bàn phím này thì nó hỗ trợ cả Win cả macOS. Và đôi khi mình muốn dùng cả trên iPad thì nó cũng hỗ trợ tất cả những cái thao tác mà mình hay dùng ở trên iPad luôn. Ngoài ra nữa thì bàn phím này cũng hỗ trợ ghi nhớ lên đến 3 thiết bị. Tức là khi mà chúng ta chuyển đổi các thiết bị với nhau thì chúng ta chỉ cần bấm cái nút ở trên này thôi. Ví dụ đây là nút F1, F2 và F3 thì nó sẽ dễ dàng chuyển đổi các cái thiết bị mà mình đang sử dụng. Ví dụ ở đây mình đang sử dụng 3 thiết bị, đấy là iPhone của mình, iPad và MacBook. Thì khi mà mình bấm F1 thì nó sẽ chuyển đổi sang iPhone của mình. Khi mình bấm F2 thì nó sẽ chuyển sang iPad. Và khi mình bấm F3 thì nó chuyển sang MacBook của mình. Và lúc mà mình chuyển sang như vậy thì thời gian kết nối cũng như là chuyển đổi rất là nhanh để mình có thể sử dụng giữa các thiết bị với nhau. Kết nối trên bàn phím này là Bluetooth 3.0, phạm vi đâu đấy khoảng 10m và nó kết nối rất là ổn định. Mình dùng từ sáng cho đến chiều mà không bị drop thì mình thấy khá là ok. Khi mà kết nối với từng thiết bị ấy, thì nó cũng hỗ trợ đầy đủ chức năng của thiết bị đấy. Thì gần như chiếc bàn phím này là kiểu một cho tất cả, one for all ấy. Thì là mình chỉ cần mua một thiết bị, mua một chiếc bàn phím mà mình có thể dùng cho tất cả thiết bị trong nhà của mình. Mình dùng bàn phím này kết nối với iPad để nhập liệu, hoặc là mình dùng với cả MacBook của mình khi mà mình dùng ở nhà. Thì mình thấy cái bàn phím này nó hỗ trợ rất là tốt. Và do nó nhỏ gọn nữa nên đôi khi mình để luôn lên trên MacBook của mình mà không gặp vấn đề gì cả. 10 điểm tiện dụng các bạn ạ, không có gì để chê cả. Giá của bàn phím này lúc mà mình mua ấy, khoảng 2 năm trước, năm 2021 thì là mình mua là 650.000. Còn hiện tại thì giá nó đâu đấy chỉ trên 550 đến 600.000 thôi. Thì với cái mức giá này cho một chiếc bàn phím hỗ trợ đa thiết bị, hỗ trợ kết nối Bluetooth, rồi thì có thể lên tới 3 thiết bị, thì mình thấy đây là một mức giá khá là ok. Và cái bàn phím này nếu như mà không phù hợp thì sẽ chỉ dành cho những người mà muốn sử dụng cái bàn phím số ở bên phải thôi, bởi vì nó không có cái bàn phím số, nó hướng đến sự nhỏ gọn nên là chắc chắn sẽ không thể trang bị bàn phím số được. Còn với những người dùng thông thường thì đều có thể sử dụng chiếc bàn phím này cho các cái tác vụ hàng ngày, cho các cái tác vụ trên iPad, trên điện thoại một cách thoải mái. Và bàn phím này từ cái lúc ra mắt là 2015 cho đến hiện tại, đến năm 2023 thì nó vẫn đang được bán chính hãng. Và cái số tiền của nó không thay đổi từ cái ngày đấy, nó chỉ chênh nhau khoảng 100.000 thôi từ cái ngày mới ra mắt cho đến hiện tại. Và đây vẫn là cái bàn phím bán chủ đạo của Logitech. Nó vẫn rất là đắt hàng như tôm tươi luôn. Và chiếc bàn phím này qua thời gian thì
nó đã được nâng cấp thêm các cái màu khác cũng như là cải tiến thêm cái sự ổn định kết nối rồi thì các thứ, thì mình thấy là đây là chiếc bàn phím gọi là gần như là quốc dân của Logitech cho mọi người. Về chất lượng của đồ Logitech ấy, thì mọi người cứ yên tâm là nó dùng rất là bền. Mình dùng qua 2 năm, mình quăng quật các thứ. Nói chung là mình cũng không giữ gìn chiếc bàn phím này lắm đâu, nhưng mà nó cũng không thấy dấu hiệu hỏng hóc hay là có vấn đề khi mà kết nối hay là có vấn đề gì về bàn phím bấm của nó cả. Ngoài chiếc bàn phím Logitech thì mình cũng đang sử dụng một con chuột Logitech M590, combo cả chuột và phím của Logitech chỉ đâu đấy hơn 1 triệu thôi. Và nó dùng cho mọi nhu cầu của mình luôn. Mình dùng cái combo này rất là nhiều. Ngay cả trên MacBook hay là trên iPad thì mình đều sử dụng hàng ngày để có thể mang lại cái sự tiện lợi nhất cho mình. Mình thường dùng với laptop, bàn làm việc gọn gàng, sạch sẽ và mình nhìn là muốn ngồi vào làm việc luôn. Nó hỗ trợ đủ các chức năng của macOS nên mình dùng ngon lành không có vấn đề gì cả. Hoặc là khi không muốn dùng laptop thì mình có thể dùng iPad cũng ngon lành luôn. Nó hỗ trợ tất cả các thao tác trên iPad như khi dùng cảm ứng, rất thuận tiện với các cái nhu cầu của mình. Bàn phím này dùng 2 viên pin AAA, thì theo như nhà sản xuất công bố thì nó có thể dùng lên đến 2 năm. Nhưng mà mình mua 2 năm rồi thì sau hơn 1 năm mình dùng thì đã phải thay pin rồi. Thì với cái mức hơn 1 năm này mình thấy cũng khá là ok rồi. Cũng là một khoảng thời gian rất là lâu để có thể sử dụng. Bàn phím này ra mắt cũng rất là lâu rồi, từ những năm 2015 cho đến hiện tại thì nó vẫn đang được rất là nhiều người dùng ủng hộ và sử dụng nó. Ngay cả bản thân mình vẫn sẽ tiếp tục sử dụng chiếc bàn phím này bởi vì sự tiện dụng, sự nhỏ gọn của nó mang lại. Thì mọi người thấy sao với chiếc bàn phím này, có thể để lại bình luận ở bên dưới. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở trong video kế tiếp. Bye bye.